tôi đã cùng với Viện Dược liệu Trung ương nghiên cứu rất nhiều cây, trong đó có nhân trần, cây bồ bồ, cây diệp hạ châu đắng, hay là cây chó đẻ răng cưa đấy, cây cà gai leo, vân vân, rất nhiều cây. Thì trong các cái cây nghiên cứu đó thì chúng tôi thấy tâm đắc nhất là cây cà gai leo. Cà gai leo thì phải nói là một cái cây thuốc được nghiên cứu đầy đủ nhất, tỉ mỉ nhất, kể cả ở trên thực nghiệm cho đến trên lâm sàng người bệnh. Riêng cây cà gai leo này thì là tôi đã cùng các anh tham gia hướng dẫn tới 3-4 luận án tiến sĩ, và nó là cái đề tài cấp nhà nước. Và nó được nghiên cứu rất cẩn thận, từ cái dược liệu cho đến các chất hoạt chất, cho đến tác dụng trên động vật thực nghiệm và tác dụng trên người, được kiểm tra đi kiểm tra lại. Thì thấy là cà gai leo có tác dụng là làm giảm các cái triệu chứng của viêm gan. Tôi đặc biệt lưu tâm đến cái giảm cái sơ, ức chế cái quá trình phát triển sơ trên cả thực nghiệm và trên cả người bệnh nhân. Thì cái đó là cái rất là tâm đắc, tôi rất là tâm đắc với cây cà gai leo. Đấy là một trong những cây thuốc mà tôi khẳng định là được nghiên cứu đầy đủ nhất, chi tiết nhất, khoa học nhất. Thế đối còn cái cây mật nhân thì tôi thực bản thân tôi không nghiên cứu, nhưng mà tài liệu cũng đã công bố khá nhiều. Đại học Dược Hà Nội đã nghiên cứu từ năm 2006 về cây mật nhân này, tác dụng rất là tốt đối với nhiều bệnh. Cây mật nhân người ta còn gọi là cây bá bệnh hay là cây bách bệnh, tức là chữa rất nhiều bệnh. Thế nhưng mà đáng quan tâm là các bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là đối với bệnh gan mật. Và ngoài ra là đối với mật nhân còn có tác dụng là bồi dưỡng bổ cơ thể, đặc biệt là với các đấng mày râu, phải không ạ? Các vị thấy là cây mật nhân ấy, thì đối với Malaysia thì người ta cũng có tương tự là cái cây sâm tông kết Ali, hoặc là cây Mỹ thì người ta có cái sâm Ali Pass quảng cáo trên vô tuyến rất nhiều cho các đấng mày râu, phải không ạ? Ali Pass để nói là đối với mật nhân là có tác dụng rất tốt đối với bồi bổ cơ thể, sức bồi bổ cơ thể, ngoài cái tác dụng đối với gan. Cho nên việc kết hợp giữa cà gai leo với mật nhân là cũng là hai cái thuốc có hiệu quả. Cho nên tất cả những bệnh nhân mà được điều trị, tôi dùng cái giải độc gan tự linh có cái thành phần cà gai leo và mật nhân để điều trị, thấy là bệnh nhân ngoài cái triệu chứng giảm bệnh nhưng còn có cái tăng cân và tăng sức khỏe thì rất rõ. 108, 103, 354 và viện 09. Hơn 9 năm có mặt trên thị trường, giải độc gan Tuệ Linh đã không ngừng nỗ lực chăm sóc và bảo vệ lá gan Việt. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm cho người viêm gan virus và xơ gan.